Em ơi, hôm nay có cá rồi nè. Wow, mừng quá, nay có cá ăn rồi. Hả? Ở tập 1, mẹ của con Diễm và thằng Tèo do làm việc quá vất vả cộng thêm thiếu ăn nên lâm trọng bệnh mà qua đời, bỏ lại hai đứa nó bơ vơ. Con Diễm mới 14 tuổi đầu đã phải vừa làm chị, vừa sánh vai người mẹ để chăm sóc cho đứa em trai mới 9 tuổi đầu. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá mẹ ơi. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá mẹ ơi. Để mai chị mua kẹo cho nha. Thôi em chịu đâu, chị kêu mẹ mày nha em đâu. Chút chị kêu, giờ em ngủ đi. Thôi chị nhớ kêu nha. Nhớ kêu nha. Rồi nhớ rồi, chị quẹt cho, ngủ nha. Đã quen sống trong tình thương của mẹ, đột nhiên phải sống một mình. Giờ đây thằng Tèo nó khóc tối ngày nó nhớ mẹ. Con Diễm cũng muốn khóc nhớ mẹ lắm, nhưng mà nó phải cố gắng nén nước mắt vào trong, vì giờ đây nó có thêm vai trò làm mẹ. Nó phải tỏ ra cứng cỏi để dỗ dành đứa em trai. Em ăn rau luộc hoài à, em ngán quá chị ơi. Em gán ăn đi, để mai chị bắt cá rồi chiên cho em ăn nha. Để em bắt cá phụ chị nha. Ngoan chị thương. Nè, ăn rau vô đi. Dạ, à, em cảm ơn chị. Rồi, ăn đi. Nè chị, ăn đi. Cảm ơn em nha. Thằng Tèo từ từ nó cũng biết mẹ đã mất rồi, nên cũng không nhõng nhẽo nữa. Nó cũng biết phụ chị đi hái cọng rau, bắt con cá. Để chị hái cho em ăn nha. Thôi ăn chị đi. Thôi chị ăn đi. Thôi em ăn đi, em đói mà. Còn nữa mà, còn nhiều lắm. Nè con ơi, đúng rồi. Hai chị em cũng hì hục ra đồng bắt cá, nhưng mà nghèo mà, lấy dụng cụ đâu ra mà để bắt cá, cho nên đâu bắt được con gì đâu. May mắn thằng Tèo nó cũng bắt được mấy con ốc bu. Qua xác minh của chính quyền địa phương thì biết được hai đứa có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cả cha lẫn mẹ, nên nhà nước cấp cho khoảng 1 triệu đồng mỗi tháng. Nhờ đó mà có tiền mua gạo mắm muối. Em ơi, hôm nay có cá rồi nè. Wow, mừng quá, nay có cá ăn rồi. Hả? Con cá thì có chút xíu, cái chảo thì bành kia vậy chị. Nãy á chị em mình có bắt được con cá nào đâu mà đòi cá to. Em có bất ngờ cho chị, em có nồi ốc bu luộc, em lấy ra cho chị nha. Em đem ra đi. Nè, đây. Wow, sao nhiều dữ vậy? Em bắt mà. Trời ơi, em giỏi quá vậy. Ủa, em bắt ốc hồi nào mà hay dữ vậy? Hồi lúc á chị giấc cá, em bắt ốc ở mương bên đây. Bắt ốc bên đây nhiều ốc lắm chị. Vậy hả? Giỏi dữ ta. Em của chị lớn thiệt rồi. Thôi mình ăn ốc đi chị. Ăn đi, nãy giờ đợi á cũng lâu rồi đó. Em ăn đó chị. Nè, để chị lựa con bự cho nè, em ăn đi. Cảm ơn chị nha. Mỗi mình bắt ốc cho chị ăn nữa nha. Chứ hổm giờ mình ăn rau luộc hoài, em muốn tông như con cò mang mà chị. Anh em mình cố gắng lên. Em ăn đi. Chị ăn cũng ăn đi. Chị
mình ăn ốc với cá ngon ha. Hai đứa trẻ nương tựa với nhau mà sống, cũng quen với cảnh không còn mẹ, nhưng thỉnh thoảng trong cơn mơ, chúng vẫn mơ được có mẹ bên đời. Mẹ về với tụi con rồi, mẹ đừng có bỏ tụi con đi nữa nha mẹ. Hai đứa khôn ngoan của mẹ, hai đứa cố gắng sống tốt thì mẹ mới vui được. Mẹ ơi, mẹ. Hai chị em vất vả là vậy, nhưng ý chí phấn đấu của hai em cũng lớn lắm. Hai em cũng đi học như bao bạn khác cùng trang lứa. Được nhà trường tạo điều kiện cho hai em đi học không phải đóng học phí. Sách vở, quần áo cũng được nhà trường, bà con hàng xóm hỗ trợ. Đáp lại sự kỳ vọng đó, hai em đã đạt được danh hiệu học sinh giỏi, là những tấm gương nghèo vượt khó điển hình. Mai thi học kỳ 1 rồi, hôm nay để chị kiểm tra bản của chương của em nha. Dạ chị. Rồi em đọc bản của chương 2 đi. 2 x 1 bằng 2, 2 x 2 bằng 4, 2 x 3 bằng 6. Hai em cũng cố gắng vượt lên nghịch cảnh lắm, nhưng mà số phận cứ trêu đùa hai thân phận nhỏ nhoi ấy. Một lần thằng Tèo bị bạo bệnh, phải cần số tiền lớn để chạy chữa. Lúc này con Diễm nó mới bấm bụng qua cầu xin ông nội giúp đỡ, dù biết rằng ông không ưa gì tụi nó. Đứa nào đó bay? Con chào ông nội, con là Diễm, cháu nội của ông nè. À, là con cọp con của con cọp mẹ Quỳnh đó hả? Bay hại chết cha bay còn chưa đủ hay sao? Giờ qua đây định hại chết tao nữa à? Bay về đi. Dạ không, em con bị bệnh nặng lắm, cho con mượn ít tiền để chữa bệnh. Em con cần phải phẫu thuật mới sống được. Mày cút ngay. Tao không có đứa cháu như tụi bay. Lâm vào hoàn cảnh éo la, không biết cầu xin ai, nên con Diễm mới chạy qua ông nội. Nhưng do những suy nghĩ cổ hủ, độc đoán, lẫn mê tín dị đoan, nên bị bên nội hắt hủi. May mắn được bà con hàng xóm đóng góp chút ít, các mạnh thường quân giúp đỡ, rồi được chương trình mái ấm gia đình Việt, có chú Quyền Linh mời tham gia, nhờ đó mà thằng Tèo có tiền để phẫu thuật. Được xã hội cưu mang, hai em cũng lớn lên người và thành tài. Như mình đã nói ở tập 1, đây là một bộ phim dựa trên câu chuyện có thật. Qua video này, mình muốn truyền một thông điệp, cuộc sống nơi đâu cũng có khó khăn vất vả, nhưng mình tin rằng, nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường. Với tinh thần phấn đấu vươn lên thì nhất định sẽ vượt qua gian khổ để vươn tới một chân trời mới hạnh phúc. Bên cạnh đó mình cũng đề cao tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, cùng nhau vì một xã hội tốt đẹp hơn.